Bốn là vì lòng nhiều sân hận, thích làm pháp ác, thích tự cao, khinh chê người khác. Người ngu si kia do đầy đủ bốn nhân duyên này, nên hủy báng bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy. Bởi vậy, nên chịu các khổ lớn ở tương lai. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, những người ngu si không siêng năng tinh tấn, bị sự sai khiến của ác tri thức, chưa trồng thiện căn, lại đủ các ác hành. Đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm mà Phật đã thuyết, thật khó tin hiểu. Phật dạy, thiện hiện đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như vậy, sao lại sâu xa khó tin hiểu. Phật dạy, thiện hiện sắc cho đến thức chẳng buộc chẳng mở. Vì sao? Vì sắc cho đến thức tánh vô sở hữu là tự tánh sắc, vân vân. Như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng buộc chẳng mở. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tánh vô sở hữu là tự tánh trí nhất thiết, vân vân. Lại nữa, thiện hiện khoảng trước sau giữa của sắc cho đến thức chẳng buộc chẳng mở. Vì sao? Vì khoảng trước sau giữa của sắc cho đến thức tánh vô sở hữu là tự tánh khoảng trước sau giữa của sắc, vân vân. Như vậy cho đến của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng khoảng trước sau giữa chẳng buộc chẳng mở. Vì sao? Vì khoảng trước sau giữa của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tánh vô sở hữu là tự tánh khoảng trước sau giữa của trí nhất thiết, vân vân. Cụ thọ thiện hiện bạch, người không siêng năng tinh tấn, chưa gieo trồng thiện căn không đầy đủ, bị sự sai khiến của bạn ác, tăng trưởng giải đãi, hành động theo lực đẩy của ma, tinh tấn yếu ớt, thất niệm, sanh ác tuệ, nên đối với lời thuyết bát nhã ba la mật đa thậm thâm của Phật, thật khó tin hiểu. Phật dạy, thiện hiện đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Thiện hiện vì sắc thanh tịnh, tức là quả thanh tịnh. Quả thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật thanh tịnh, tức là quả thanh tịnh. Quả thanh tịnh tức là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật thanh tịnh cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.